Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang quan tâm theo dõi chuyên mục trang truyền hình địa phương. Và tôi là MC Thành Nhân sẽ đồng hành cùng quý vị trong chuyên trang của thị xã Hương Trà số cuối cùng của năm 2021 với những nội dung đáng chú ý sau. Trong bối cảnh khó khăn chung do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn thị xã vẫn có bước tăng trưởng với nhiều chỉ tiêu khá ấn tượng. Hỗ trợ việc làm thông qua kết nối cung cầu, sự vào cuộc đầy tinh thần và trách nhiệm cùng những giải pháp hiệu quả của các cấp, chính quyền, ban ngành đoàn thể ở thị xã Hương Trà đã giúp nhiều lao động trở về từ các tỉnh thành phía Nam tìm được việc làm phù hợp, ổn định ngay trên chính quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn thách thức do dịch bệnh cùng những tác động bất lợi khác, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Hương Trà vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Phóng sự sau sẽ giúp quý khán giả tìm hiểu những giải pháp, biện pháp của các ban ngành địa phương đã và đang triển khai để đạt được những kết quả này. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 của thị xã Hương Trà ước thực hiện trên 423 tỷ đồng, đạt 297% dự toán tỉnh giao và 240,73% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, lĩnh vực ngoài quốc doanh là hơn 57,5 tỷ đồng, đạt 148% so với dự toán pháp lệnh đầu năm, đạt 159,3% so với dự toán đã điều chỉnh sau khi sáp nhập 6 xã phường vào thành phố Huế. Thu từ thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân cũng đạt rất cao, từ 147% trở lên. Kết quả này ghi nhận vai trò chỉ đạo điều hành của lãnh đạo địa phương, sự quyết tâm nỗ lực của các ban ngành đơn vị trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trong đó, ngành tài chính đã tham mưu nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao. Thứ nhất là tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, là tăng cường công tác đấu giá, thu quỹ sử đất các khu hạ tầng trên địa bàn thị xã Hương Trà. Cái thứ hai là tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Cái thứ ba là hỗ trợ các doanh nghiệp để phát triển sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh COVID những phức tạp. Cái thứ tư là tích cực kêu gọi các dự án vốn viện trợ, dự án ODA, các dự án viện trợ phi chính phủ và xem đây nguồn lực quan trọng để phát triển cái cầu hạ tầng của thị xã Hương Trà. Sau nhiều năm không đạt chỉ tiêu, 2021 chính là năm Hương Trà có bước đột phá về thu ngân sách từ tiền sử dụng đất với gần 400 tỷ đồng, đạt 505% kế hoạch tỉnh giao và 378,75% chỉ tiêu phấn đấu. 18 lô đất thuộc khu quy hoạch tại địa bàn phường Hương Văn đã được hoàn thiện phần đầu tư hạ tầng, chuẩn bị tổ chức đấu giá, nằm trong số hơn 220 lô đất được bán đấu giá trong năm nay. Việc chuẩn bị quỹ đất là hết sức quan trọng, đòi hỏi Trung tâm Phát triển Quỹ đất ngay từ năm trước đã phải phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan, chủ đầu tư hạ tầng, chuẩn bị các thủ tục quy hoạch, đầu tư để Ủy ban Nhân dân thị xã phê duyệt chủ trương thực hiện. Sau khi mà triển khai nhiệm vụ của Ủy ban, thì Trung tâm cũng như các phòng ban của các địa phương liên quan để tập trung vào tạo quỹ đất sạch. Ngoài cái ngân sách của địa phương, ngoài ra còn địa phương cũng đã được ban tỉnh quan tâm và cho vay cái nguồn phát triển quỹ đất để đầu tư hạ tầng cho cái đấu giá trong năm 2021 đã có một quỹ đất tương đối khá lớn để phục vụ cho công tác đấu giá. Riêng thì tổng năm nay thì chúng ta sẽ tổ chức đấu được 218 lô đất. Góp phần vào công tác thu ngân sách địa phương có vai trò quan trọng của chi cục thuế khu vực. Để hoàn thành dự toán được giao, ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm của năm, xác định mục tiêu và phát động thi đua, tạo động lực để cán bộ viên chức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá rút kinh nghiệm của năm 2020, phân tích nguyên nhân, tồn tại và đề ra các giải pháp phù hợp thực tiễn, khả thi để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Với nhiều chính sách thuế có sự thay đổi, ngành thuế cũng đa dạng, kịp thời các hình thức tuyên truyền để cá nhân doanh nghiệp nộp thuế hiểu rõ và nghiêm túc chấp hành. Là cái sự nỗ lực của cái cán bộ công chức của ngành thuế trong tăng cường trong công tác kiểm tra, giám sát đối với là doanh nghiệp mà hộ kinh doanh và kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm đến trụ sở người nộp thuế và qua cái phân tích rủi ro trên hệ thống quản lý thuế là đã kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Hai đó là công tác quản lý thu nợ và thu hồi cái số thuế mà hết thời hạn gia hạn từ năm 2020 là cũng đã có phần để mà tăng thu. Cái tăng thu quan trọng nữa đó là cái công tác mà chống thất thu chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn. Thì chi cục thuế cũng đã có những biện pháp rất tích cực
rồi một cái nguồn thu mà phải nói để bù đắp những cái hụt thu do ảnh hưởng dịch bệnh, đó là từ cái hoạt động vãng lai, thu từ đường cao tốc. Thu ngân sách là yếu tố quan trọng để đảm bảo các nguồn chi, trong đó có nguồn để chi cho đầu tư phát triển. Kết quả thực hiện trong năm 2021 sẽ là động lực cho những chỉ tiêu phấn đấu của năm sau. Một năm dự báo, nhiệm vụ thu ngân sách sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thưa quý vị, hàng ai trong mỗi chúng ta, quê nhà đều có ý nghĩa hết sức thiêng liêng. Với những người tha hương, quê nhà cũng chính là nơi tìm về mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Và không chỉ là nơi nương tựa cho qua mùa dịch, nhiều lao động về quê sau đợt dịch thứ tư bùng phát mạnh tại các tỉnh thành phía Nam trong thời gian qua đã chọn ở lại quê hương, sống ấm áp trong tình cảm, tình yêu của gia đình và một công việc phù hợp với thu nhập ổn định để gắn bó lâu dài. Từ 3 tháng nay, xưởng may của công ty cổ phần may Vinatech tại khu công nghiệp Tử Hà đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chị Trần Thị Thu Trang và Mai Thị Búc. Họ nằm trong số hơn chục công nhân được nhận vào công ty Vinatech sau khi trở về quê do dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh thành phía Nam. Đã có tay nghề nên cả hai nhận được mức lương khởi điểm tương đối khá. Thu nhập hàng tháng tuy không cao như thời gian làm việc tại các tỉnh thành phía Nam, nhưng cái được lớn nhất chính là sống trong tình cảm đầm ấm của gia đình, người thân và không mất nhiều khoản chi phí, nên cả hai quyết định gắn bó lâu dài với công ty. Thời gian từ Sài Gòn về quê thì em cũng thất nghiệp mấy tháng nay. Thì qua tất cả các đài báo trên Facebook này nó thì em cũng có biết đến công ty Vinatech của mình để xin việc. Ở đấy thì em làm cũng thu nhập cũng ổn định. Và em cũng rất là mong muốn được ở đây lâu dài hơn. Ở đây cũng đóng bảo hiểm cho em đầy đủ các khoản chi phí. Em rất là mong muốn quyết định gắn bó công ty này lâu dài. Em làm ở trong Sài Gòn, trong quận 12, trong cũng được 10-17 triệu. Còn ra đây thì em cũng được 7-8 triệu. Nói chung là ra đây nếu 7-8 triệu thì nó tốt. Trong đó có 10 triệu thì còn tiền, nói chung là nó, cái chi nó cao hết. Thế thì làm việc ở quê hương của mình thì được nhiều cái nó tốt cái chi. Tại vì lương thì nó ổn định, rồi được gần nhà. Mặc dù trong cái giai đoạn khó khăn, nhưng mà công ty vẫn tiếp tục tuyển dụng cho giai đoạn 2 là hơn 700 lao động và ưu tiên cho những cái lao động mà ở xa quê về quê để lập nghiệp. Thì mức lương mà để ổn định cho họ thì cũng phải từ 6,5 cho đến 12 triệu đồng một tháng rồi. Ngoài ra công ty cũng có một cái khoản chi phí đầu vào cho lao động ở xa quê thì họ vào để ổn định cái cuộc sống. Còn thêm là cái lương tháng 13, rồi cái chế độ bảo hiểm đúng luật của nhà nước. Làm công nhân xây dựng tại Bình Thuận, khi đợt dịch thứ tư bùng phát, không có việc làm, anh Quỳnh trở về quê. Vợ anh làm việc cho một đơn vị dịch vụ du lịch đóng trên địa bàn xã Phong Sơn cũng đã thất nghiệp từ 2 năm nay. Trong lúc đang gặp khó khăn về kinh tế, vợ chồng anh được nhận vào làm tại công ty gạch men Hoa Mặt Trời. Thông qua cái liên đoàn lao động thị xã của Hương Trà thì em được biết là công ty Hoa Mặt Trời là tuyển công nhân từ vùng dịch tại về tại địa phương, thì em xin vào công ty và được ban lãnh đạo công ty gạch men Hoa Mặt Trời tạo điều kiện và bố trí công việc cho em làm ở đây. Các cái chế độ phúc lợi của lao động thì công ty đều đóng đầy đủ. Công ty cũng đã có tuyển dụng mới khoảng trên 20 lao động, và chủ yếu là cái lao động từ các địa phương mà từ vùng dịch mà nó trở về thì công ty cũng ưu tiên để mà bố trí sắp xếp công việc cho họ. Vừa rồi thì công ty có cái phối hợp với là chính quyền địa phương và đặc biệt là bên chỗ liên đoàn lao động của thị xã thì họ cũng là cung cấp cái nguồn lao động các cái nơi về cho mình, và trên đó thì mình có cái thông tin để mình tuyển dụng họ. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngừng nghỉ sản xuất kinh doanh. Nhưng cũng có những doanh nghiệp cần tuyển dụng để chuẩn bị nguồn nhân lực cho kế hoạch phục hồi, mở rộng, phát triển ngay sau khi dịch được kiểm soát. Làm thế nào để kết nối giữa cung và cầu từ lâu không còn là vấn đề riêng của người lao động, của các doanh nghiệp, mà đã có sự vào cuộc hỗ trợ tích cực từ cả cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của thị xã Hương Trà. Và càng được xúc tiến mạnh mẽ trong giai đoạn Thừa Thiên Huế đón lượng lớn lao động ngoài tỉnh trở về. Chỉ đạo phòng lao động thương binh xã hội của thị xã chủ trì phối hợp với các phòng ban, đội ủy ban các xã phường
để tăng cường kết nối cung cầu lao động trên địa bàn của thị xã. Rồi cũng đã tiến hành tổ chức khảo sát, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng và trình độ tay nghề của người lao động để thông tin, giới thiệu cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn. Và đồng thời chúng tôi cũng thông tin trở lại để cho người lao động được biết nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức các cái hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, rồi ký kết hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài cho người lao động. Tiếp nhận thông tin từ các cơ quan về lao động hoặc là trực tiếp từ doanh nghiệp thì sau đó sẽ truyền tải đến các cái kênh mạng xã hội của liên đoàn, ví dụ như là Zalo, ví dụ Facebook, hoặc là truyền tải về các nhóm Zalo của các xã phường để thông qua đội ngũ cán bộ công đoàn xã phường để lan tỏa ra. Đồng thời thì trong thời gian qua thì Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà thì đã cùng Mặt trận và các đoàn thể của thị xã là tiến hành kết nối với bà con của chúng ta ở trong miền Nam, cung cấp thông tin cho bà con là những cái nhu cầu tuyển dụng ở quê. Theo số liệu từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có trên 25.000 người trong độ tuổi lao động trở về địa phương, trong đó trên 16.000 người có nhu cầu việc làm, học nghề và vay vốn tạo việc làm. Với những giải pháp hỗ trợ kết nối đào tạo nghề của các ban ngành địa phương, đơn vị, hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều lao động như chị Trang, chị Búc, anh Quỳnh. Sau những năm tháng mưu sinh nơi đất khách, giờ đã an lòng với những công việc ổn định ngay chính trên quê hương của mình. Chương trang địa phương đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán giả trong những số tiếp theo của năm mới 2022.